À, hello anh em. Chào mừng em đã quay trở lại với Tokyo Camera. Và hôm nay thì chúng ta lại quay trở lại với nhau trong cái series về trick của One X2. Và bây giờ thì mình sẽ dẫn các bạn một cái trick cực kỳ mới ở trên One X2 nhé. Cái trick ngày hôm nay mà mình muốn chia sẻ với các bạn với One X2 này ấy, thì đó là một cái trick mà có thể chúng ta có thể là đi vòng quanh thế giới mà không có một đồng nào cả. Và tất nhiên rồi, người bạn đồng hành của chúng ta nó vẫn rất là One X2 và kèm theo đó là một cái chân tripod như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm thử nhá. À, nhưng mà trước khi làm thử thì mình sẽ cho các bạn xem một chút intro để các bạn có thể biết rằng là chúng ta sẽ làm như thế nào nhá. Các bạn sẽ set giúp mình cái chế độ đó là 360 và để giúp mình ở độ phân giải là 5.7K và 30 frame nhá. Bây giờ thì mình sẽ lắp cái chân gimbal này vào rồi và chúng ta sẽ để xuống mặt đất này. Và bây giờ thì các bạn sẽ đặt cái máy này ở vị trí mà nó đối diện với người chúng ta nhé. Đó. Và cái khoảng cách chúng ta cần giữ ở đây đó chính là 2m các bạn nhé. Khoảng như này đi. Đó. Rồi. Và các bạn sẽ đi quanh cái vòng tròn 2m như thế này. Và chúng ta hoàn toàn có thể là làm những hành động khác nhau để có thể là cho cái khung hình của chúng ta nó sống động hơn nhé. Rồi ok, và mình sẽ đi quanh thử này. Và các bạn có thể đẩy như này trong cái quá trình mà chúng ta đang đi nhé. Ok. Ok, và bây giờ sau khi mà chúng ta đã có sản phẩm xong rồi thì các bạn sẽ vào phần story ở trong cái app Insta360 và chúng ta sẽ kéo xuống đây giúp mình này. Và ở dưới đây thì nó sẽ có một cái short lab có tên là Raw Planet. Và bây giờ mình sẽ ấn vào nhé. Đó, và các bạn sẽ dùng cái dâm này giúp mình. Và ở đây thì các bạn sẽ chọn cái phần video nhé. Và mình sẽ chọn cái phần video mà mình vừa mới quay này và mình sẽ confirm này. Đó, và các bạn sẽ chờ một chút để có thể là nó sẽ track lại cái người của chúng ta nhé. Đó, và sau một khoảng thời gian chờ đợi thì cái video mình đã có rồi. Và các bạn có thể thấy rằng ở đây là mình đang đi quanh một cái như kiểu là vòng trái đất vậy. Và đó là lý do tại sao mình nói các bạn là hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách để chúng ta có thể là đi vòng quanh trái đất mà không mất bất kỳ đồng tiền nào. Và bây giờ thì việc chúng ta sẽ là xuất cái video ra nhá. Đó, và chúng ta sẽ export cái video ra cho mình này. Rồi. Và đó chính là trick ngày hôm nay ở trên One X2. Và nếu các bạn thấy thích video này thì đừng quên like và subscribe channel của Tokyo Camera nhá.